nhân nam 50 tuổi nhập viện vì đau bụng cấp. Khi nhập viện thì được chẩn đoán là thay dõi tắc ruột. Bệnh nhân này 5 năm trước có được mổ thay van động mạch chủ, từ đó đến giờ thì bệnh nhân liên tục dùng thuốc kháng đông theo cái to của bác sĩ và có tái khám đều đặn mỗi 1 đến 2 tháng khám một lần. Trước nhập viện 2 hôm thì bệnh nhân đau bụng, đau đột ngột không ạ? Đau có đau đột ngột tăng dần. Không có cái đau quặn nhưng mà có lúc bệnh nhân khai giảm đau, có lúc bệnh nhân đau tăng lên. Trước khi nhập viện khi đau bụng thì bệnh nhân không có nôn ói. Sau khi nhận đau bụng một ngày á, khoảng một ngày thì bệnh nhân thấy mắc cầu, đi vào trong toilet đi tiêu thì xỉu ở trong đó luôn. Nhưng sau đó là được người nhà đem ra chuyển thẳng đến bệnh viện. Đúng rồi, nhập viện vì đau bụng. Nằm ở khoa nào? Khoa này luôn. Nhập viện vì chẩn đoán tắc ruột. Và trong đây rồi theo dõi tắc ruột thì bệnh nhân đi tiêu và trong toilet đi xong rồi xỉu trong đó luôn. Mà người nhà có thấy trong cái bồn cầu đó có máu có gì không? Không hay là không để ý? Lúc bây giờ không để ý thật sự là lúc đi ban đêm hay ban ngày? 9-10 giờ tối. Nhưng mà lúc bây giờ nó đang là xỉu đang túng vào. Rồi sau đó chuyển ra ngoài hồi sức nha. Chuyển ra ngoài truyền dịch. Siêu âm tim mà truyền dịch truyền máu thì ngày hôm qua thì thấy bệnh nhân bụng bệnh nhân thiếu nhiều. Có bệnh nhân có nôn một lần mà người nhà khai là ra cái dịch màu xanh rêu thôi. Đến ngày hôm nay là nhập viện ngày thứ 3 ngày rồi thôi. Thầy hôm qua thầy cũng khám, sáng nay thầy cũng khám thấy bệnh nhân thấy có vẻ toàn trạng khá hơn, tỉnh táo hơn. Bụng bệnh nhân nhìn thấy xẹp hơn đấy. Lúc bệnh nhân đi cầu lần cuối mà xỉu trong nhà cầu đó đến giờ nhưng không có đi tiêu nữa. Nha thì khám lâm sàng thấy bệnh nhân toàn trạng tốt. Nha da xanh nè. Nhìn là biết ngay bệnh nhân này trong tình trạng thiếu máu. Đúng chưa? Mạch huyết áp bao nhiêu? Sáng nay bao nhiêu em? Chưa đo. Rồi. Mạch nảy rõ. Hơi nhanh chút, thầy nghĩ khoảng 100 lần phút một chiếc sát thì hồi phải cô phải đo báo lại. Nha. Bụng bệnh nhân thì hơi chướng thôi, chướng nhẹ nhẹ thôi. Anh chống hai cái chân lên. Đo chỗ nào anh nói. Ấn đây có đo không? Hơi chướng rồi. Còn hơi chướng rồi. Khi nhập viện HCT bao nhiêu phần trăm? Hôm qua đau trung bình ấn đau bên nào nhiều hơn? Ngày hôm qua thì đau bên bệnh nhân bác sĩ khám một cảm bệnh nhân đau bên phải góc bên này bên trái nhiều hơn. Nha thì nãy thầy nghe thì âm ruột bệnh nhân tăng đấy, âm ruột tăng rõ. Không nghiêng được. Lúc mới vô là chỉ nằm ngửa thôi, nghiêng là đau. Nghiêng là đau. Không có sốt. Rồi. Mượn thầy cái hồ sơ bệnh nhân này, lúc mới vô HCT bệnh nhân bao nhiêu? Truyền mấy bịch máu rồi? 2 bịch thứ 4. 2 bịch còn vài nữa gì? Rồi để tôi giải cho học trò đó, biết cái bệnh của anh sao này, cẩn thận trong vấn đề uống thuốc. Đừng uống nhiều loại quá mà không uống có những loại thuốc mà bác sĩ ta cho mà ta không chuyên khoa về tim mạch thì nó sẽ làm tăng cái áp dụng của cái thuốc kháng đông cho nên làm cho máu nó giảm đông hơn cái mong đợi nhưng mà nó tự động nó chảy lần này nó chảy nó đã ổn rồi đấy không được sao có thể Đúng rồi. Lúc nhập viện là HCT 31, HB 9.8. Ngày hôm qua sau khi truyền máu là thử là HCT còn có 15, 18, giảm tới 13%. HB còn có 5.7, từ 9.8 mà xuống còn 5.7. Nha, thì giảm máu mất rất nhiều. Nha, thì thầy chẩn bệnh nhân này có vấn đề thứ nhất là có mổ thay van tim. Có dùng thuốc kháng đông liên tục. Thứ hai nhập viện vì cái đau bụng cấp. Thứ ba nữa là có cái hội chứng mất máu cấp. Đồng ý không? Và
thầy nghĩ là cái mất máu đấy có liên quan đến cái bệnh nhân đi là không có lát rồi đi là xỉu luôn. Thầy nghĩ là có hội chứng xuất huyết tiêu hóa mà không phải là ở dưới mà là ở trên đấy nha, tại vì bệnh nhân ra một lượng lớn nhiều như thế đến mức độ là xỉu trong toilet và hết tê bên bị giảm hết nha, thì thầy nghĩ khả năng nhiều là ở đường tiêu hóa trên hoặc là giữa, là có hội chứng là viêm phúc mạc. Viêm phúc mạc đây đừng có hiểu là thủng đơn độ nha, tại vì sao bệnh nhân khai là gì là nằm ngửa thôi chứ nằm một bên nghiêng một bên là đâu có hội chứng viêm phúc mạc hay là hội chứng phúc mạc bị kích thích thì nó đúng hơn nha, và có hội chứng là tổn thương ở ruột nha, vì sao bệnh nhân đau một bên, cái vùng đau đó thì nghĩ là cái vùng hỗn tràng đối chiếu cái thành bụng nó vùng hỗn tràng nha, thì cuối cùng kết luận là gì có CT rồi nha, thì mình nghĩ đây là một cái biến chứng cũng tương đối thường gặp của những cái bệnh nhân dùng thuốc kháng đông, mà thường là sau cái mổ phẫu thuật ở tim, hai băng tim hay hai mắt cầu mạch máu gì đấy nha, và cái dùng thuốc này đôi khi nó hơi bệnh nhân dùng quá liều hoặc là cho bệnh nhân bị nhiễm những cái bệnh lý gì đấy làm tăng cái nguy cơ chảy máu, ví dụ như suy vi, hoặc là bệnh nhân dùng cái thuốc nào đấy mà cũng làm tăng nguy cơ chảy máu, cho nên làm tăng tác dụng kháng đông của thuốc kháng đông, cho nên máu nó chảy rất tự phát. Vị trí thường gặp nhất là ở trong bụng nha, thì có hai trường hợp, một là máu nó chảy tự do vào trong bụng gọi là xuất huyết nội, hai là máu nó chảy vào trong thành bụng ta gọi là tụ máu ở thành bụng nha, thì trường hợp này thầy nghĩ là khả năng tụ máu thành bụng nhiều hơn, thì bệnh nhân không có cái hội chứng xuất huyết nội nha, chỉ đau cái bụng ở đây hiểu không, và cái đau đấy là cái tụ máu đấy nó đã lan tới cái lớp phúc mạc và nó kích thích cái phúc mạc thành ở đây, cho nên gây ra hội chứng viêm phúc mạc, chỉ cái vùng này thôi chứ không phải toàn bộ trong thân bụng, hiểu ha. Và gì nữa, có tụ máu nó co quá nó vỡ đây nè chỗ này là chỗ gì nha, đấy chỗ chích thuốc mà nó bầm như thế này, chứng tỏ máu bệnh nhân ở trong bình trạng là kém đông hơn bình thường rất nhiều nha, cái khối máu phụ cái vùng tụ máu thành ruột nó vỡ nha, nó vỡ và trong phân bụng thì gây ra chảy máu trong, nếu nó vỡ và trong lòng ruột thì gây ra là xuất huyết tiêu hóa, thì bệnh nhân này nằm trong cái bệnh cảnh là xuất huyết tiêu hóa biến chứng của tụ máu thành ruột ở cái vùng hỗn tràng bên đây, vùng hỗn tràng đầu tiên đấy nha, và nó là biến chứng của thuốc kháng đông, nắm được chưa? Thì cái hướng xử trí thì đơn giản thôi, trước mắt phải là ngưng ngay cái loại thuốc kháng đông đấy, quá giải nó khi cần thiết nha, và quá giải nó và làm sao để trở lại cái trạng thái chấp nhận được, là cái trạng thái chấp nhận được đấy là bác sĩ tim mạch phải có ý kiến, chứ mình không thể để nó trở lại trạng thái bình thường, tại vì sao, nếu trở lại trạng thái bình thường như là người khỏe mạnh bình thường thì sẽ có tình trạng là nó hình thành cục máu đông và làm kẹt cái van tim. Thứ hai nữa là người ta theo dõi cái tình trạng xuất huyết chảy máu và người ta bồi hoàn bằng máu. Và thứ ba nữa là sao theo dõi tình trạng viêm phúc mạc, có nhiều trường hợp nó máu tụ nó làm căng quá, nó làm ruột nó hoại tử nó bục ra viêm phúc mạc, thì trong trường hợp đấy bắt buộc phải mổ, mà thầy nghĩ trường hợp này là đã ổn định rồi đấy ha. Thì rút kinh nghiệm là sao nói trước những bệnh nhân có cái dùng thuốc kháng đông đấy nha, thì khi bệnh nhân là cẩn thận nha, khi có những cái tình trạng bệnh lý nào đấy, ví dụ nhiễm siêu vi mà làm tăng cái trạng thái đông trong cơ thể, thì nên đi khám bác sĩ để thử lại cái chỉ số về đông trong máu, điều chỉnh cho được. Thứ hai nữa là gì, là dùng bất kỳ loại thuốc nào ở đây là cẩn thận những loại thuốc kháng viêm. Thuốc kháng viêm là cái loại thuốc được sử dụng phổ biến nha, mà bệnh nhân nào hỏi chút là đau là dùng thuốc kháng đó, thì cái đó nó làm tăng cái nguy cơ giảm đông máu, tăng nguy cơ chảy máu. Thứ ba là loại thuốc bắc, thuốc tàu, những loại thuốc đấy thì cũng có nguy cơ làm chảy máu nha, cho nên dặn bệnh nhân là cẩn thận những cái đấy nha, tại vì sao bệnh nhân này phải dùng thuốc kháng đông suốt đời, và may mắn là cái lần chảy máu này nó đã tự cầm, và nếu mà nặng hơn nữa có thể chảy máu ồ ạt và thậm chí nó chảy vào trong đầu, trong đường ống nó rất là nguy hiểm, nó thắc mắc hay không? Nó tắt đi.